Kính thưa Công đoàn, có thể nói rằng là hôm nay Chúa Giêsu chơi dơ quá. Nếu mà Chúa Giêsu mà sống trong cái mùa dịch Covid thì chắc kẹt quá. Coi như là phải đưa Giêsu đi cách ly ngay thôi. Giêsu chơi dơ. Chúa Giêsu nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, Ephphatha nghĩa là mở ra, và anh ta đã được chữa lành, anh ta được nói rõ ràng. Chúa Giêsu chơi dơ quá, không chơi được, phải nói là không chơi được, chơi dơ quá. Kính thưa Công đoàn, nói vậy thôi chứ đó là quyền năng mà Chúa Giêsu đã thực hiện trên cái người gọi là vừa điếc mà vừa ngọng. Qua cái câu chuyện chữa lành ngày hôm nay, chúng ta thấy tiếp tục Chúa Giêsu đã thi thố, Chúa Giêsu đã thực hiện cái quyền năng của Ngài trên con người, những con người khuyết tật, những con người kém may mắn trong cuộc đời. Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu băng bó, Chúa Giêsu chữa lành cho tất cả những người kém may mắn. Chúa Giêsu chạnh lòng thương người nghèo, Chúa Giêsu chạnh lòng thương những người thấp cổ bé họng. Chúa Giêsu chạnh lòng thương những người bất hạnh. Và hình như Chúa Giêsu lúc nào cũng vậy. Chúa Giêsu đến và Chúa Giêsu chữa lành cho tất cả những ai tin và đến với Ngài. Thật sự Chúa Giêsu thương con người và đặc biệt những con người kém may mắn. Chúa Giêsu bày tỏ quyền năng của Ngài và tình thương của Ngài. Và chúng ta thấy sau khi mà được chữa lành đó, thì người ta đã cao rao, người ta đã loan tin ra về quyền năng của Chúa. Ông này làm việc gì cũng tốt đẹp, làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Có bài hát rất là hay. Hồi nhỏ chưa biết dòng Chúa Cứu Thế là gì đâu. Hồi bé mà, mẹ với dì dắt lên trên nhà dòng rồi đi lễ. Rồi nghe cha Bạch Văn Lộc, rồi cha Thành Tâm hát cái bài rất là hay. Lạy Chúa xin mở mắt con để nhìn kỳ công của Ngài. Trời xanh trinh thứ long lanh, mây ngàn cùng muôn muôn thú. Đồi kia ai đắp nên cao, sóng trào đại dương mênh mông. Thế mà Ngài đã thương tôi, thế rồi từ đâu có hay. Lạy Chúa xin mở mắt tôi, lạy Chúa xin mở môi tôi để tôi ca tụng Chúa. Chúa đã thương tôi nhưng mà tôi không có hay. Chúng ta vô cảm trước tình yêu thương của Chúa. Chúa yêu thương, Chúa đến, Chúa chữa lành cho chúng ta. Nhưng liệu rằng chúng ta có cảm nhận, chúng ta có xác tín được tình thương đó hay không? Con người của chúng ta nó vô ơn lắm. Chúa thương chúng ta nhiều nhưng mà chúng ta lại không biết ca tụng Chúa. Chúng ta tự cao tự đại và chúng ta cứ tưởng rằng là tất cả những cái đó là của chúng ta, tài của chúng ta. Có cái tài gì đâu, tài lanh thì có. Tất cả những gì chúng ta đang có và đã có đó là phải chăng của Chúa hay không? Mỗi người chúng ta nhìn lại đi. Khi chúng ta bước chân đi vào cái trần gian này, chúng ta có mang theo cái gì đâu để mà huynh hoang. Tất cả những gì chúng ta đang có và đã có và sẽ có đó là của Chúa. Là ơn của Chúa đó, là quyền năng của Chúa đó. Chúa luôn luôn thực hiện, Chúa luôn luôn thi thố quyền năng của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà tiếc thay chúng ta kém tin. Chúng ta kém tin. Và rõ ràng rằng là cái đám đông ngày xưa đó, chúng ta thấy họ thấy điều đó và họ đi loan truyền. Nhưng mà cái cùng đích chung của cuộc đời Chúa Giêsu, họ đã quay lưng với Chúa Giêsu. Họ đã loại trừ Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy cái niềm tin vào Chúa luôn luôn bị thử thách, luôn luôn được thử thách. Khi mà được chữa lành thì ta huynh hoang,
người ta tin và người ta ca tụng Chúa. Nhưng mà khi không được như ý của mình, họ lại không tin Chúa. Và họ bỏ Chúa mà đi, họ quay lưng với Chúa. Cuộc đời của chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta có tin Chúa đâu. Khi vui thì đến, khi buồn thì đi. Chúng ta đâu có cảm nhận được tình thương của Chúa và chúng ta đâu có xác tín được tình thương của Chúa đâu. Chúa thương chúng ta, Chúa chữa lành cho chúng ta. Chúng ta không có câm điếc về thể xác, nhưng chúng ta câm điếc về mặt tâm hồn. Khi chúng ta nhận được ơn mà chúng ta không biết ca tụng, chúng ta không biết cao rao tình thương của Chúa, là khi đó chúng ta điếc và chúng ta ngọng. Chúng ta không nhận ra để chúng ta cao rao tình thương của Chúa. Nhiều lần nhiều lúc trong cuộc đời chúng ta vô ơn. Chẳng phải là vô ơn với Chúa mà vô ơn với nhiều người lắm. Ông bà, cha mẹ, những người thương ta, sinh ra chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Và rồi chúng ta thấy đó, chúng ta không có gọi là cảm nhận được cái tình thương của Chúa và chúng ta không có cao rao cái tình thương của Chúa. Chúng ta vô cảm trước tình thương của Chúa và vô cảm trước tình thương của tất cả những người xung quanh dành cho chúng ta. Bởi đâu tôi được như thế này? Phải chăng rằng là tình thương của biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu con người gom góp nên cuộc đời của chúng ta không? Bao nhiêu con người nâng đỡ chúng ta không? Bao nhiêu con người giúp chúng ta không? Nhưng mà tiếc hay chúng ta đã không cảm nhận ra được cái tình thương của Chúa đó, của anh chị em dành cho chúng ta đó, để chúng ta tự cao tự đại. Chúng ta tự cao tự đại. Chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta có đó là của chúng ta, và không phải là của Chúa, không phải là của người khác. Để rồi chúng ta không tin tưởng và chúng ta loại trừ Chúa cũng như người khác ra khỏi cuộc đời. Như ngày hôm nay nè, anh chàng điếc ngọng được Chúa chữa lành, được ca tụng Chúa, mở ra và hết bị gọi là hết bị điếc và ngọng, ca tụng Chúa. Cuộc đời của chúng ta, Chúa cho chúng ta nhiều ơn, nhưng mà nhiều lần chúng ta cứ giả điếc làm ngơ, chúng ta không nhận ra đó là ơn Chúa. Ông bà, cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, những người sống chung trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, thương chúng ta nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta không có cảm nhận được cái tình thương đó, chúng ta bịt tai lại, chúng ta không nghe, chúng ta khép cái miệng lại, chúng ta không biết cao rao. Và điều đó rất tiếc trong cuộc đời của chúng ta. Ngày hôm nay giữa cái cuộc đời này, đôi khi nó dạy chúng ta một cách vô ơn. Vô ơn và vô cảm trước người khác. Chúng ta cứ nghĩ rằng là tất cả những gì chúng ta có là của chúng ta. Xin lỗi, cả cái áo mặc của chúng ta đi, bao nhiêu người dệt, rồi bao nhiêu người may, rồi bao nhiêu người mới ra cái sản phẩm đó để tới tay chúng ta, để chúng ta được mặc đẹp. Nhưng mà chúng ta đâu có nhớ ơn tất cả những người đó. Chúng ta chỉ biết ăn cái chén cơm, bỏ tiền đó là mua cơm. Nhưng mà thật sự ra là bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt của người khác để làm nên cái chén cơm đó, chúng ta vô ơn. Ngay cả chương chúng ta đi, chúng ta di chuyển, phải có những bác tài, những cái tài xế, những cái phi công, những cái người gọi là nỗ lực ra để đưa chúng ta trong cái hành trình mà chúng ta muốn đến đó. Chúng ta có tiền là một chuyện, nhưng mà để được cái chuyện đó là bao nhiêu người trợ giúp chúng ta. Nhưng chúng ta không cảm nhận được để chúng ta cảm ơn Chúa cũng như cảm ơn tất cả những người đó. Chúng ta vô cảm và vô ơn với Chúa và vô ơn với nhau. Đôi khi chúng ta không có bị câm điếc về thể xác, nhưng chúng ta bị câm điếc về tinh thần. Chúng ta không có đủ thái độ tĩnh lặng để mà lắng nghe, để mà nhận ra ơn Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Đó là điều phải nói rằng rất đáng tiếc mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Hôm nay nếu mà tính ra theo lịch ta thì ngày cuối năm chúng ta dừng lại trước khi mà đón một cái Tết, một cái giao thừa, một cái năm mới. Nên chăng chúng ta dừng lại để chúng ta nhìn thấy được biết bao nhiêu ơn Chúa đã ban cho chúng ta suốt một năm qua. Suốt một năm qua Chúa ban cho chúng ta nhiều, dẫu rằng cuộc sống vẫn đối diện với những khó khăn thử thách mà. Không ai thoát khỏi cái thử thách, đó là cái thử thách khó khăn chung của toàn thế giới và của đất nước chúng ta, của gia đình chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa vẫn gìn giữ chúng ta trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa vẫn gìn giữ chúng ta một cách rất đặc biệt. Nhưng mà rồi chúng ta đã câm điếc, chúng ta đã không lắng nghe, chúng ta không có một cái thinh lặng nội tâm đủ để mà lắng nghe tiếng Chúa, để mà nhận ra ơn Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta được Chúa thương chữa lành, để chúng ta biết được lắng nghe, cũng như chúng ta được biết mở miệng cao rao tình thương của Chúa. Thật sự ra mà nói, mỗi ngày
Tới bây giờ khi mà thức dậy, mở mắt dậy thì con cảm thấy rằng đúng là ơn Chúa dành cho con rất nhiều. Và con muốn nói với mọi người rằng là chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi biến cố của cuộc đời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả những gì chúng ta có là của Chúa đó. Chúng ta chẳng có gì đâu. Chúng ta bước vào trong cuộc đời này hai bàn tay trắng. Chúng ta ra đi cũng trắng tay. Hiện bây giờ chúng ta có cái gì đó là ơn Chúa. Xin cho chúng ta nhận ra ơn Chúa để chúng ta đừng bao giờ để phí phạm những cái ơn của Chúa ban đó. Để chúng ta biết chia sẻ cho người khác. Chúng ta biết lắng nghe lời Chúa. Chúng ta lắng nghe anh chị em chúng ta. Và chúng ta biết cao rao tình thương của Chúa. Cao rao tình thương mà của anh chị em dành cho chúng ta.